Đoán tên quốc gia theo diện tích lãnh thổ. Mỗi câu hỏi có 10 giây suy nghĩ nhé các bạn. Câu 1. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc, B. Mexico, C. Canada, D. Mỹ. Đáp án D. Mỹ. Câu 2. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc, B. Indonesia, C. Nước Nga, D. Nước Anh. Đáp án C. Nước Nga. Câu 3. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Iraq, B. Iran, C. Ả Rập Xê Út, D. Nam Phi. Gợi ý, đây là đế chế Ba Tư vĩ đại. Đáp án B. Iran. Câu 4. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Brazil, B. Ấn Độ, C. Ả Rập Xê Út, D. Nam Phi. Đáp án B. Ấn Độ. Câu 5. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Chile, B. Scandinavia, C. Italia, D. Hy Lạp. Đáp án C. Italia. Câu 6. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc, B. Ai Cập, C. Ấn Độ, D. Hy Lạp. Đáp án B. Ai Cập. Câu 7. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. New Zealand, B. Philippines, C. Iceland, D. Madagascar. Đáp án D. Madagascar. Câu 8. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc, B. Mexico, C. Canada, D. Mỹ. Đáp án A. Trung Quốc. Câu 9. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Timor-Leste, B. Singapore, C. Brunei, D. Malaysia. Đáp án B. Singapore. Câu 10. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Mexico, B. Colombia, C. Chile, D. Panama. Đáp án D. Panama. Câu 11. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Anh, B. Pháp, C. Áo, D. Đức. Đáp án B. Pháp. Câu 12. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Canada, B. Mỹ, C. Brazil, D. Peru. Đáp án C. Brazil. Câu 13. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Canada, B. Mỹ, C. Mexico, D. Nga. Đáp án A. Canada. Câu 14. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Indonesia, B. Úc, C. Mông Cổ, D. New Zealand. I don't think so. No.
Đáp án B, Úc. Câu 15. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Indonesia. B. Chile. C. Myanmar. D. Thái Lan. Đáp án D, Thái Lan. Câu 16. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Indonesia. B. Malaysia. C. Myanmar. D. Philippines. Đáp án D, Philippines. Câu 17. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc. B. Kazakhstan. C. Mông Cổ. D. Afghanistan. Đáp án C, Mông Cổ. Câu 18. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Trung Quốc. B. Hàn Quốc. C. Triều Tiên. D. Nhật Bản. Đáp án C, Triều Tiên. Câu 19. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Cuba. B. Indonesia. C. New Zealand. D. Dominican. Đáp án A, Cuba. Câu 20. Đố các bạn đây là quốc gia nào? A. Indonesia. B. New Zealand. C. Chile. D. Dominican. Đáp án C, Chile. Các bạn hãy like và nhấn theo dõi mình để biết thêm nhiều kiến thức mới nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.